Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Hôm nay em sẽ quay một video không liên quan gì đến mục đích buôn bán cả. Mà video này thì nhằm truyền tải đến kinh nghiệm cũng như là kiến thức cũng như là một số cái kiến thức cơ bản nhất để cho các bác mà mới chơi các dòng máy bái mà đang tìm hiểu về các dòng máy bái và nguồn gốc xuất xứ của nó và tại sao thì người ta lại nghiện dùng đồ Nhật đến vậy, mà tại sao thị trường Việt Nam mình người ta nghiện Nhật, mà không những thị trường Việt Nam mình mà các nước như Pakistan rồi các nước Trung Đông người ta cũng rất là chuộng đồ Nhật, đặc biệt các nước Ả Rập người ta sợ, tại sao người ta lại chuộng những cái xe Lexus và những cái xe Land Cruiser. Thì để nói đến về cái chất lượng của đồ Nhật thì em xin nói một chút về tiểu sử phát triển nên cái đất nước Nhật một chút, về các nền tảng công nghiệp. Em thì cũng nói với bác là em thì trình độ thì cũng đã học hết đại học đấy, cũng một bằng đại học một bằng cao học đấy, cũng đều được đào tạo qua các trường lớp và đều ăn khoa học cả, chứ không phải em là người không khoa học đấy. Cho nên là các bác phải nghe một chút và phải tìm hiểu một chút thì có hiểu là người Nhật khi mà đất nước Nhật đấy thì nó trải qua rất là nhiều các cái cuộc biến cố, đặc biệt là khi mà Nhật bị thả hai quả bom nguyên tử xuống đất nước Nhật thì bị tàn phá, gần như là đất nước Nhật người ta kiệt quệ. Cho nên là chính vì kiệt quệ vậy thì khi mà người ta thả xuống thì em không nhắc đến nước thả nào nhé, vì đấy là động chạm đến rất là nhiều cái phạm trù rất là dài, thì người ta đã được hỗ trợ và được khôi phục lại nền kinh tế của người ta. Nhưng cái lúc khôi phục lại nền kinh tế của người ta thì đất nước Nhật người ta còn đang rất là nghèo khó, tức là bữa ăn còn phải chia thành bữa tối, và người Nhật người ta rất là kiên kiên cường và chịu thương chịu khó, và đầu óc người ta rất là tư duy, và người ta tính là sản xuất ra cái gì đó để cho đất nước người ta có thể dùng được lâu hơn, tức là dùng một thời gian dài, nghĩa là không thể hỏng được, và để người ta không cần phải chi phí và mua thêm. Cũng như là trước những năm 70 thì thời đấy thì đất nước người ta còn chưa phát triển thì người ta đã sản xuất ra những cái chiếc quạt Nhật, mà hiện tại đến bây giờ các bác Việt Nam mình vẫn đang đi mua những cái chiếc quạt Nhật đấy, một phần là để sưu tầm, một phần là để quạt và để lấy gió mát. Và tại sao người ta lại sản xuất những cái chiếc quạt như vậy, và người ta là sản xuất những chiếc quạt để làm sao để có thể chạy được tầm 50 năm, thậm chí là lâu hơn nữa, và nó sẽ không phải thay thế nữa, để sao để người ta lấy cái kinh tế người ta làm ra thì người ta nuôi cái kinh tế đất nước người ta phát triển lên. Thì các bác phải hiểu là như vậy. Và sau những năm 80 thì người ta sẽ sản xuất, đây em đang nói về cái ngành điện của em thôi nhé, còn em không nói về cái ngành ô tô hay xe máy này, nó không liên quan đến em không nói, em đang nói về cái ngành điện của em thôi. Đấy là người ta trước sau những năm 80 thì người ta sẽ phát triển lên, khi mà người ta đã không còn lo bữa cơm manh áo nữa thì người ta lại phát triển ra những cái tivi, và những cái tivi đen trắng rồi những cái tivi màu, rồi sau đó đến những ngoài những năm 80 ra thì từ những năm 83 trở đi ấy, người ta đã sản xuất ra những bộ bộ dàn hát karaoke Bueller chẳng hạn, đặc biệt như con là CJ2, con 7800 chẳng hạn, cái con 2CJ chẳng hạn, rồi người ta sản xuất ra những cái đầu thu băng để người ta xem phim cũng như người ta thu những tiếng nhạc đấy. Đấy là em đang nói về lịch sử phát triển ấy. Và người ta đều sản xuất những cái đồ linh kiện đấy làm sao nó phải dùng được bền nhất có thể, tức là nó không thể được tính cái thời gian hỏng của nó. Đấy thì có hình dung vậy. Thì sau năm 80 trở lên những năm 2000 thì mới nó sẽ ra đầu băng. Thì đầu băng lúc đấy thì ở Việt Nam mình thì vẫn đang còn dùng lại những cái tivi cũ mà ngày xưa người ta về đường Hải Phòng ấy thì hay người ta gọi là hay gọi là hàng cáy đấy, và hàng đi biển ấy gọi là hàng lội nước ấy. Đấy thì người ta ở Hải Phòng ta nhập về, thì và sau đến năm năm 2008 thì Nhật người ta đã phát triển như vũ bão rồi, và cái công nghệ của ta người ta đã vượt qua tầm rồi, và cái mức độ cuộc sống người Nhật người ta đã lên cao rồi, thì người ta không còn sản xuất những cái thiết bị đồ điện tử này ở trong nước nữa, bởi vì là nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người ta, và cái khi mà đồng nhân công người Nhật ấy người ta cao hơn, tức là người ta có thể sản xuất ra một cái điều hòa như thế này nhưng mà không thể đủ tiền để mà trang trải công nhân được. Nếu như mà trang trải công nhân được thì cái tiền của cái điều hòa ấy nó đội giá này rất là cao, thì người ta sẽ sản xuất ở nước thứ hai. Đấy thì các bác để nói quá trình phát triển đó, tức là sau năm 2008, trong năm 2008 là 2009 hay 2010 về đây đấy, thì gần như là Nhật người ta chuyển dần các cái công ty sản xuất linh kiện điện tử này cũng như là máy lạnh cũng như là tất tần tật đồ điện là sang nước thứ hai, nước thứ ba như là Thái Lan, như là Trung Quốc chẳng hạn, hoặc là Hồng Kông, thì người ta đều đều sản xuất ra. Đấy để các bạn hình dung hiểu hơn về đồ Nhật nhé. Còn nhiều bác cũng có hỏi em là thế tại sao bây giờ không có máy sản xuất ở thị trường nội địa Nhật nhỉ, thế tại sao em lại không nói và em cụp máy đi
thì có lý do của em. Nếu như em nói ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều anh em buôn bán hàng khác nhau. Và nếu như mà em mà nói dối thì chính em là đang người đi nói dối bản thân em, cho nên em không làm vậy được. Thì các bác hiểu như vậy. Nên là các bác đi mua máy đừng bao giờ hỏi cái máy nó sản xuất ở đâu. Đấy cái kinh nghiệm của bác đi à. Bởi vì khi mà bác hỏi cái máy sản xuất ở đâu đấy thì người bán người ta biết là các bác không có kinh nghiệm về cái máy móc đấy và không có am hiểu kiến thức, thì người ta sẽ bịp các bác ngay. Đấy, cho nên là các bác đừng hỏi cái máy sản xuất ở đâu. Và các bác phải hình dung là từ sau năm 2008 trở về đây thì gần như là sản xuất ở nước thứ hai, nước thứ ba hết, không còn sản xuất ở Nhật nữa. Đấy, chứ không có câu chuyện là nhiều bác đi nghe nhiều anh em thợ người ta mới vào nghề, người ta cũng không đọc qua sách vở và người ta cũng không tìm hiểu về đồ điện lạnh này, thì người ta có bảo là cái máy VIP này, những cái máy VIP này như những con phu loa này thì sẽ được lắp ráp trực tiếp tại Nhật. Như vậy là nói sai nhá. Nói hoàn toàn sai nhá. Không có nào mà là không có cái công ty nào người ta sản xuất một cái dây chuyền như này mà người ta chỉ sản xuất một cái dây chuyền máy VIP này ở cái thị trường Nhật, mà cái những cái máy dòng chức năng thường thì lại sản xuất ở Trung Quốc, không có câu chuyện đâu nhá. Đấy. Và nhiều hãng thì nó sẽ ghi là Open Japan. Thế tôi ghi một chữ Open Japan nhưng không có nghĩa là nó sản xuất ở Nhật nhé. Nó không có nghĩa là nó phải sản xuất ở Nhật nhé. Nó đều sản xuất ở Trung Quốc hết. Em nói video này chắc là nhiều bác thì biết về đồ Nhật thì các bác không xem. Nhưng bác nào mà đang tìm hiểu mua đồ Nhật thì các bác cần phải lên có một cái kiến thức nhất định nhé. Còn các bác thích dùng đồ nội địa Nhật thì các bác phải dùng trước năm 2008. Từ năm chắc chắn nhất là năm 2006 trở về trước. Tức là trở về 2004, 2003 chẳng hạn, 2005 ấy. Trở về trước thì 100% là sản xuất nội địa Nhật. Đấy, các bác phải chơi như vậy. Nhưng và các bác phải hiểu hơn như này, đá là linh kiện điện tử nhá, thì nó đều có thời gian sử dụng và đến một thời gian nhất định là nó sẽ chết. Nó cũng như một cái đồng hồ ấy, chạy lâu là phải thay pin. Thì cái linh kiện điện trở nó cũng vậy, nó là chính là chất đất hiếm để tạo ra con điện trở đấy. Còn những cái lôm nào về khoa học em không cần nói, cái đấy là để cho các kỹ sư người ta nói. Nhưng các bác phải hiểu này, đá là linh kiện điện trở thì bắt buộc khi các dòng điện lớn chạy qua nó, tức là điện tích chạy qua nó, thì bắt buộc điện trở nó phải hao hụt theo thời gian thì linh kiện nó sẽ kém đi. Nếu mà hình dung lúc đấy là cần phải thợ sửa chữa đấy, cần phải để thợ sửa chữa đấy. Nên là không có câu chuyện đồ điện là bền vĩnh cửu, là không bao giờ có nhé. Kể cả những cái quạt từ những thời năm 40 trở về đây, năm 80 trở về trước, thì những cái tụ ở trong cái quạt đấy thì là nó cũng đã hao mòn mà đều phải chết và phải thay thế. Với quả tụ ấy nó không ảnh hưởng gì đến máy, và cái chất lượng quả tụ bây giờ người ta sản xuất ấy nó còn thậm chí ấy, nó bền không thua gì những quả tụ ngày xưa. Nếu như cái tụ Nga ấy, nó còn bền hơn cái tụ ngày xưa luôn. Đấy, có hình dung đấy là nói về cái quả tụ thôi không nhé. Còn khi mà đến nói về cái cấu trúc nó to hơn, rộng hơn như cái triệu chiếc điều hòa chẳng hạn. Thế là tại sao em buôn điều hòa, các bạn thấy những năm từ năm ngoái năm nay em bỏ làm hàng lô, em không còn làm hàng lô nữa và em làm sang hàng đấu. Thế là tại sao em có lượng khách rất là đông. Đấy, các bác cứ quay đằng sau, các bác nhìn cái đống bìa này của nhà em, các bác biết này. Này, có một tháng vừa rồi đấy, em cam lại đi xa ra ngoài kia một chút. Các bác nhìn này, chỗ này nó rơi khoảng tầm 7 tạ bìa không hết. Đấy, có một tháng ấy, độc không có một tháng ấy, em bán hơn 500 chiếc điều hòa. Đấy, hơn 500 chiếc điều hòa em đã bán đi. Thì các bác phải hiểu là lượng khách nhà em đông đến mức như thế nào. Đấy, lượng khách nhà em đông đến mức như thế nào. Và tại sao em lại có lượng khách đông như vậy. Mà em chỉ mất có... năm ngoái em bán có tất cả 3 lô hàng đấu thôi, và hàng cửa tiệm thôi. Mà tại sao năm nay em có lượng khách đông vậy? Bởi vì em thấy cái thị trường bây giờ ấy, người Việt Nam mình người ta cũng có điều kiện rồi, và người ta không thua gì người Nhật, và người ta cũng không thua gì các nước khác. Và khi người ta bỏ tiền ra người ta mua một con máy, không những để về nhà chạy mát không đâu, mà nó còn phải bền theo 5 tháng. Cũng như người Nhật ấy, người ta muốn dùng một cái đồ Nhật bền ấy thì người ta phải dùng những cái đồ chất nhất. Đấy, để các bác hiểu vậy. Thế nên là các bác phải hình dung này, các bác bỏ tiền ra các bác mua một con máy 5 triệu thì các bác chỉ hưởng được mức chạy ở 5 triệu thôi. Nhưng các bác bỏ tiền ra hưởng mức 10 triệu thì các bác sẽ hưởng được con máy chạy ở mức 10 triệu. Nên là không có câu chuyện là đắt hay là rẻ. Thế nhiều bác có thể xem kênh nhà em, nhiều bác đấy, có nhiều bác khách, bác mua nhà em một con rồi lại mua thêm 2 con. Có bác mua con thứ hai rồi lại mua con thứ tư, con thứ năm, rồi giới thiệu người nhà mua. Cho nên là em bán là bán thị trường lâu năm, là khách đến với em là đến suốt cuộc đời với em, chứ không phải là em bán một lần rồi sau em chặn số. Còn nhiều anh em là các thành phố lớn, anh em cứ nói phép, anh em buôn được răm 3 con máy, anh em ngồi anh em lỗ. Em bán tốt hay không có hình dung, có những bác ở thành phố, thế tại sao ở thành phố bán đầy nhưng người ta vẫn về quê người ta mua? Người ta không phải là người ta mua ở cái mồm của các bác, mà người ta bỏ đồng tiền ra là đồng tiền mồ hôi nước mắt người ta lao động ra người ta mới có.
thì người ta bỏ tiền ra thì người ta cũng phải mua được cái máy chất lượng nhất đến tay người ta, chứ không phải câu chuyện anh em quay một con máy đẹp xong anh em cứ nói này nói kia, xong đi khi đến anh em lại lừa người ta. Thế nên tại sao anh em không có khách đông? Muốn có khách đông hay không ấy thì anh em phải bán tốt trước, bán chuẩn trước. Mình có hàng thế nào mình nói như vậy, khách cảm thấy ưng thì mua, không ưng thì thôi. Đấy, nhiều bác mua hàng em bố tính mày thẳng như ruột đếm, mua của mày tao chỉ phát cáu thôi. Có bác nhé, em chặn số điện thoại luôn, em khẳng định luôn. Đấy, nhiều bác sang xem video này luôn, em chặn số luôn. Các bác đi tham khảo chán ở chỗ rồi các bác lại quay về em. Các bác chuyển tiền xong các bác bảo chúng mở Zalo đi cho anh ra đi, chú chặn Zalo anh rồi. Thế em bảo thế tại sao em chặn Zalo bác rồi bác vẫn mua của nhà em? Thì bác khách bảo là công nhận là chú nói thật thì anh chạy lòng thật, nhưng mà nghe câu nói thật của chú thì anh đỡ mất tiền, bởi vì anh mua của nó một con về anh không dùng được. Và có cả ngày hôm nay có một anh chị anh từ Bắc Linh, Lương Tài Bắc Linh về nhà em. Tại sao có những người khách em vẫn tiếp ở nhà bình thường? Vì ở nhà em có thể các bác ăn cơm thì em ngủ ở nhà em cũng được, em vẫn tiếp các bác. Nhưng nhiều bác hỏi em là để vào chọn máy ở trong kho này, thực ra cái kho này không phải kho nhà em, và em ở bên Thái Bình. Hiện tại thì em đang đi mượn kho của chú em để em bán tạm hàng năm nay. Thì có thể là sang năm là một em vào trong Nam em ở, hai là để tiết kiệm cái chi phí vận chuyển đi, hai là em sẽ sang bên Thái Bình em ở. Cho nên là đây nó không phải là nhà em, nên em cũng không thể tiếp người lạ ở đây được. Nên là các bác cực kỳ thông cảm cho em. Chứ còn em rất muốn tiếp khách. Còn các bác nào thích mua chiếc nào, bây giờ các bác thích mua cái chiếc điều hòa này, bảo Lâm ơi, cháu cứ bê cho bác chiếc đầu số má 28 này, cháu cứ bê về cho bác, bác xem đúng chuẩn chỉ như lời nó cháu nói thì bác sẽ lấy. Hoặc là bác muốn mua 4 con thì gọi Zalo cháu, bác thể chọn 4 con điểm chỉ, xong cho bê máy về bác check không chuẩn chỉ như video của cháu quay, cháu xin phép cháu tặng bác cả 4 chiếc máy đấy và kèm một chuyến xe mang về nhận cho bác. Em bán hàng luôn là như vậy. Nên tại sao khách em đông là như vậy? Phải bán bằng cái tín cái tâm. Đấy, anh chị xuống nhà em, anh chị nhìn thấy máy, anh chị chuyển hết tiền. Đấy, tặng anh chị chụp bánh ga, anh chị bổ xuống mua máy còn tặng cả quà. Đấy là cái tình cảm của bọn em. Còn đừng nói câu chuyện là buôn bán là phải có lời hay là phải có lỗ. Đi buôn ai cũng mong có lời, chả ai mong muốn có lỗ. Em nói thật nữa. Thế còn thì ai đi muốn buôn có lỗ đâu, không có đâu. Bán bất cứ một cái sản phẩm gì đến tay người tiêu dùng thì cũng đều mong những vị khách của mình người ta dùng đồ tốt và người ta dùng lâu năm. Và cũng nhiều bác cũng có hỏi em, thì hôm nay em giải thích nốt. Nhiều bác có hỏi em là thế tại sao lâu nay thì không thấy lên video về hướng dẫn về máy giặt, sửa máy giặt chẳng hạn. Thực ra em rất là nhiều thời gian đi tối em có thể hướng dẫn các bác sửa được. Nhưng các bác phải hình dung này, những cái video em chia sẻ trên mạng kênh nhà em thì cũng chỉ làm mục đích để cho khách em vào xem và họ biết em đang làm nghề và họ có thể làm theo và sửa theo được. Chứ em không làm những cái video này là nhằm mục đích là đi vác tù và hàng tổng. Có những bác thì đi làm công chức nhà nước cả ngày rồi, các bác về nhà buổi tối các bác rảnh thì các bác gọi điện thoại bọn em. Nhưng cái lúc bác phải hiểu là cả một ngày rồi bọn em làm rất là mệt, buổi tối thì bọn em vẫn có thể nghe điện thoại, nhưng nghe là nghe để bán hàng thì đấy là miếng cơm manh áo của tụi em. Còn là nghe khách nhà em người ta mua máy không may người ta hỏng thì điện để tư vấn sửa cho người ta. Chứ em cũng không có thời gian em đi phục vụ không phải là khách của em. Không phải là em không mua máy, em không phục vụ. Có những bác lúc gọi lúc rảnh thì em vẫn hỗ trợ bình thường. Nhưng các bác phải hiểu là lúc bận thì không thể hỗ trợ được. Thế nhiều bác mà không được em hướng dẫn sửa chữa thì các bác quay ra các bác chửi bố chửi mẹ em lên. Thế bây giờ các bác hình dung này, những cái bác có tuổi thì em không nói, nhưng còn những anh em thanh niên, anh em phải nghĩ này, bố mẹ anh em đẻ anh em ra chưa chắc anh em đã nuôi được ngày nào. Cũng như tôi vậy thôi, tôi đẻ bố mẹ đẻ tôi ra, tôi chưa chắc tôi đã bao nhiêu là bố mẹ tôi. Cho nên là anh em đừng có lôi bố mẹ tôi ra làm gì cả. Anh em xem video, anh em cảm thấy sửa được, anh em sửa. Còn anh em có tiền, anh em đi thuê thợ sửa. Sinh ra những thằng thợ làm gì? Nói thẳng thằng thợ, em từ một thằng thợ đi lên. Sinh ra những thằng thợ như bọn em là để chúng em đi sửa chữa, phục vụ các bác, để kiếm cái đồng cơm về nuôi. Chứ không bây giờ các bác hơi tí các bác hỏng, các bác lên trên mạng, các bác hỏi cái này như cái sửa. Không sửa được thì các bác mắng người ta. Sửa được các bác nhắn tin có câu gọi cảm ơn. Đấy các bác có phải thấy không? Có phải khổ. Các bác hỏng các bác thuê thợ sửa. Đấy các bác xem những cái kênh nhà em hỏng này các bác áng ở tầm này tiền mình đi mình mặc cả mấy thợ thôi. Chứ đừng bao giờ các bác đừng phụ thuộc quá vào người khác làm gì cả. Mình mua máy về hỏng thì mình cứ gọi thợ sửa thì người ta phục vụ mình. Chứ bây giờ nhiều bác cứ bảo là chú chỉ qua điện thoại cho anh để anh sửa, khách nhà em có thể ngồi lửa ngày em hướng dẫn người ta sửa bây giờ được thì thôi. Nhưng các bác không mua hàng thì em lửa ngày đấy em phải làm việc khác, chứ em không phải đi thổi tù và hàng tổng được. Em cũng còn gia đình, còn anh em thợ, còn bao nhiêu cái được người đằng sau em, cả một cái toa tàu kéo đi, em bây giờ em dừng là mọi người phải dừng theo. Đây là các bác phải cực kỳ thông cảm. Thế này nhiều bác điện thoại em rồi này, muốn mua nhà chú lắm nhưng mà hỏng cái máy giặt, bảo chú chỉ hộ chú không chỉ hộ. Bác cảm thấy thích thì các bác mua nhà em, quý mến thì các bác mua nhà em,
mà cảm thấy không quý mến thì tiền vẫn là túi quần các bác em được bao lần. Tiền vẫn là túi quần các bác em không móc ra được. Hàng thì vẫn đang nằm ở nhà em đây. Chứ không phải là em mang đến nhà bác mà em bán chịu cho bác. Thích thì bác giả lợi, em không thích thì bác bắt em mang hàng về. Đấy không có câu chuyện đấy. Đây là mua bán là thuận mua vừa bán. Em bỏ vốn thì em bán hàng, mua hàng về bán. Còn các bác bỏ tiền ra, các bác mua hàng về các bác hưởng thụ. Vậy có đơn giản có vậy thôi. Đấy là giao dịch buôn bán. Chứ không có câu chuyện lừa đảo. Chứ nhiều anh em lên mạng rồi lỗ cứ ầm ầm. Nào thì bảo hành online, nào thì cam kết này cam kết kia, cuối cùng bán cho người ta xong chặn cả số người ta lại. Thế có thấy không, hôm vừa rồi em bán mấy trăm con máy, nói đúng có hai con, một con thì vợ em nó đưa nhầm cục lóng cho người ta, thế bây giờ phải mất hai đầu tiền xe ôm, mất đúng 1,2 triệu, vẫn xin lỗi khách. Khách thương nhá, có anh khách Hà Nội anh mua nhà em mấy thứ đồ rồi, anh bảo thôi thôi anh không lấy tiền chú đâu, nhưng mà hết bao nhiêu tiền em gửi các bác, bác bảo thôi thôi anh quá quý chú luôn, quá nhiệt tình luôn, đây giả lại mà, giả lại cục lóng bác, tiền công lắp đặt lại cục lóng bác ấy cũng trả lấy em, bổ nhắn bổ bác ấy gửi tài khoản bác cũng trả gửi luôn. Đây là tình cảm của nhiều bác quý bác ấy, các bác nhiều bác ở trong Nam nhé, bác còn gửi cả quà anh em, nào thì cà phê này, nào thì đặc sản hoa quả bác gửi ra. Thế tại sao em không hàng không thân thích mà các bác cũng có tiền mua đâu cũng nào mua đúng không? Thế tại sao người ta lại quý mến em vậy? Thì phải sống bằng cái tình và bán hàng vậy, bán cái tâm thì tự dưng khách người ta đến với mình thôi. Đúng không? Các bác thấy không? Tự dưng khách đến với mình, cần gì mình phải hoa mỹ đâu. Nhiều anh em bỏ này bỏ kia đây nhà em, các bác đố các bác nhìn thấy cái tem bảo hành em đâu. Bởi vì đơn giản cuộc sống em, đá là máy mới, hoặc là đá là bán hàng có tâm thì đừng ghi về bảo hành làm gì cả. Cái cả nhiều bác mua nhà em không mua bảo hành nhà em đúng không? Bảo hành chạy tháng nhiều bác dùng 5, 2 năm, 3 năm hỏng. Em vẫn sở hộ. Và đến giờ phút này em dám tự hào luôn. Em chưa lấy một đồng tiền nào của bác, kể cả anh em thợ mua hàng nhà em. Nhiều anh em thợ mua hàng nhà em và mất mát đồ, nhiều lúc bạn ở nhà em đủ đồ, không về nhà các bác thiếu đồ, các bác bổ lại em bán thiếu, mà rõ ràng tay các bác kiểm đồ rồi một tháng rồi có cái điện lại thì thậm chí 2 tháng điện lại bổ thiếu đồ, thế chẳng nghe giờ mang máy nhà dân lắp 2 tháng thiếu đồ người ta cũng biết, nên giờ người ta mới điện lại. Em vẫn vui vì em cho đồ các bác, nhiều bác gần tiện xe mất mấy chục nghìn tiền xe tiện em giả hộ luôn, em cũng cho luôn, em không lấy tiền đâu. Đấy các bác thấy không, đây là bán bất cứ một cái gì đừng liên hoa mỹ quá, mà cứ bán bằng cái tâm của mình đi. Tự khách hàng người ta giới thiệu cho mình, tự khách hàng người ta mua ủng hộ mình thôi, không phải hoa mỹ làm gì cả. Thế còn cái nhiều bác còn hỏi em này, nhiều bác còn hỏi em như này, tại sao chú không bán máy giặt rẻ tiền mà chú bán cái dòng máy cao cấp đấy? Thì các bác phải hình dung này, bây giờ cái máy ở Việt Nam mình cũng như cái máy Nhật thôi, nó cũng đều là cái máy giặt in hết. Còn nhiều anh em bảo là máy giặt Nhật nó giặt sạch hơn máy Việt Nam, anh em nói sai hết, đoàn anh em nói phép hết. Đều hai con máy in như nhau, đều cùng một hãng sản xuất ra nhau. Đừng có câu chuyện là con máy Nhật giặt sạch hơn con máy Việt Nam, không bao giờ có luôn, em khẳng định luôn. Đây là đang nói về giặt. Còn bàn thì dĩ nhiên là cái chất lượng, cái tiêu chuẩn của người Nhật ấy, nó cao hơn là cái tiêu chuẩn người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình là người, khi hãng sản xuất, người Việt Nam mình là đang là mức độ đủ thu nhập thôi. Thế nên là người ta phải sản xuất ra cái máy làm sao phải tối giảm nhất linh kiện, tức là làm sao để rẻ nhất để bán. Còn người Nhật người ta gì, người Nhật là gì, một đất nước tư bản, mày muốn bán cho bọn tao nhé mà đông khách mua nhé, mày phải làm tốt thì người ta mới mua, còn không tốt nhé, kể cả mày có thương hiệu đến rời bé đi người ta không mua. Nên là cái chất lượng thì nó sẽ tốt hơn thật, để này em khẳng định. Chứ còn câu chuyện mà máy giặt Nhật giặt sạch hơn máy Việt Nam mình là không bao giờ có đâu, đều là hàng đồng ngang, đều là máy in như nhau thì đều giặt như nhau thôi. Thì nó hơn cái gì, là cái công nghệ của người Nhật nó hơn, biết tưởng là cùng một con máy đấy, là nó giặt sấy. Thì con máy Việt Nam nếu như các bác mua cái máy giặt sấy mới của con LG, của con Samsung chẳng hạn, các bác mua khoảng tầm trên 20 triệu các bác mua được. Nhưng để mà nói về chất lượng thì đúng là nó không bằng máy Nhật thật. Còn giặt thì nó không thua gì đâu. Còn bà nó thua nữa là nó thua cái công nghệ giặt. Cái đứa máy giặt Nhật thì nó có công nghệ ion chẳng hạn, công nghệ plasma chẳng hạn, công nghệ chống rung chẳng hạn, công nghệ chống nhăn chẳng hạn. Thì nó hơn là những công nghệ như vậy thôi. Thì mình mua cái máy giặt Nhật thì mình hơn công nghệ thôi. Thế nên là nhiều bác cũng hỏi em này, là tại sao không buôn máy giặt rẻ? Thì bây giờ em mới lại nói lại vấn đề đấy. Cái máy giặt rẻ đấy thì bọn em cũng có buôn được, nhưng tại sao em không buôn nữa? Nó đều là lợi nhuận cả, nhưng em không buôn. Với phân khúc mà từ 20 triệu trở xuống nhá, thì các bác không tội gì các bác phải đi mua những con máy. Ôi rồi ôi, mấy bố đi buôn mấy con máy giặt ba la đời VR đời khổ trước năm 2013 ấy. Em nói bác động cơ liền trục là trước năm 2012 đấy, động cơ liền trục. Em nói bác cái lồng nó bé lắm, nó không thể to bằng cái máy giặt bây giờ được. Bây giờ nhà nào
có bác thì ngày thay ba bộ, các chị em thì sáng bộ, trưa bộ, tối bộ, đêm đi ngủ một bộ. Ngày bà các bà thay bốn bộ, xong chưa tính con cái, sáng đi học một bộ, trưa về nó đi một bộ, xong chiều nó về nó đi một bộ, thế là tối nó tắm một bộ, nó bốn bộ, thì các bác máy giặt chính cần giặt làm sao được. Thế nên là các bác phải hình dung là như vậy. Và các bác phải hình dung này, đá là đồ điện ấy mà nó chạy ở dưới nước ấy, thì các bác hình dung nó phải hao mòn, và nó hao mòn rất là lớn. Chứ không câu chuyện mà máy giặt nó bền, cũng có cái gì là bền những kiểu như các bác rồi. Trừ những cái gì đấy, ví thử những cái quạt ấy, bật nhiều nó còn kêu trục bạc, bật nhiều nó còn khô dầu. Thì đừng nói câu chuyện cái máy giặt Nhật chạy xong rồi bên Nhật nó vứt ra ngoài ngoài bãi rác, rồi nước non, rồi mốc miếc, rồi máy giặt nó phải hao mòn đi. Thì các bác phải hình dung là từ những cái máy giặt từ năm 2009, 2010 đến giờ, bác nó có 13 năm tuổi đời rồi, nó ngâm nước rồi, còn cái gì nữa đâu. Người ta mua về nó cũng lát rồi, em nói thật với các bác, nó chỉ đẹp cái vỏ bên ngoài thôi. Các bác phải thừa biết này, cái vỏ bên ngoài nó cực đẹp, máy giặt Nhật gần như là nếu ở bên Nhật nó mát, cho nên là cái chất nhựa nó không bị xuống. Ở Việt Nam mình ấy, nó lắng lóng, nó lồm, xong nó hanh hanh gió Lào thì cái máy nó mới nhanh xuống màu. Còn bên nước Nhật các bác, nó toàn rét, nó toàn mưa mới tuyết, thì nắng của nó 28 độ, cao lắm nó được lên tí 32 độ, thì lấy đâu ra nhựa nó vàng được. Nó hỏng ở bên trong kìa. Ví dụ người này cũng mặc bộ quần áo 100 triệu mà đang bị ung thư hoặc là đang thở chạy oxy thì người nó cũng phải hỏng chứ, thì quần áo nó có hỏng ở đâu. Thế nên này là những cái máy nó nhanh, rất là nhanh xuống cấp. Đây nhiều bác mới chơi đồ Nhật, các bác có tâm niệm này, mình mới chơi đồ Nhật thôi, cứ mua con máy nó ít tiền trước, mình trải nghiệm trước, tốt thì mình dùng, không tốt là mình thôi. Cho nên là chính cái quan niệm như vậy, thế nên là nhiều bác mua về không dùng được, thế nên cuối cùng hỏng. Các bác quay sang các bác bảo, mẹ đồ Nhật nó đổ bãi rác, mẹ người ta vứt đi rồi mình mang về mình dùng, đéo dùng được, giờ mất tiền mất tật mang, chửi cả thằng bán. Nhưng mà các bác có hiểu đâu, các bác có dám bỏ ra cái máy 20 triệu các bác mua đâu, mà các biết biết là sướng hay không sướng. Các bác bỏ tiền ra mua cái máy 7-8 triệu với lại 11, 12 triệu về không dùng được thì các bác trách này trách kia. Thế nên là đấy, em phải hiểu á, tất cả các đồ điện hay là cái gì vậy, nó đều quy ra đồng tiền hết, nó đều quy vào đồng tiền hết. Cho nên là em rất là mong các bác không mua hàng nhà em được, các bác đi mua ở đâu cũng được, cứ rẻ phục vụ tốt là các bác mua. Nhưng các bác mua thì nên mua đúng cái giá trị đồng tiền của mình mua, chứ đừng bao giờ tin vào người bán. Cho nên em bảo các bác nhiều lần ấy, chỉ có thằng mua nhầm thôi, chứ thằng bán nó không bao giờ nó nhầm. Nó nhập về 9 đồng thì nó phải bán 10 đồng, chứ không bao giờ có câu chuyện thằng bán mà nó đi bán nhầm được, không bao giờ có luôn. Các bác phải hình dung này, không bao giờ nó nhầm được. Cho nên là các bác mua thì lên sáng dạ, và cho nên là các bác mình có điều kiện thì mình hãng dùng đồ Nhật, em nói thật. Còn mà mình thật sự mình chưa có điều kiện như thế, mình còn còn lo cuộc sống, mình còn phải bươn chải, các bác cứ nghe em, tầm phân khúc 6-7 triệu các bác cứ ra siêu thị các bác sắm con máy cho em, sắm con máy Việt Nam ấy, máy cắt cắt bổng ấy 6-7 triệu đấy, thì các bác dùng. Hoặc là các bác mua những cái máy mà nhà em, máy mới em về từ Nhật về đấy mà em bán lỗ 6-7 triệu các bác mua. Chứ còn những cái con mà hàng lô đấy mà mấy bố đấy cứ quảng cáo đấy, mà sơn tháo những cái dàn lạnh này này, các bố ấy sơn bét nhà vào đấy, xong nhiều nhiều bác đi còn có cái bác này này, em buồn cười này, giờ em mới nhớ này, nói chuyện sơn này, cùng bác ấy mua một con máy giặt VR 2002 hay sao ấy, không biết của bác nào ở khu vực bác thôi, em không muốn nhắc tên một địa danh nào cả. Bố ấy sơn cả cái càng máy giặt vào, ôi giời ôi cha ơi cha, ui giời, nó sơn một cái sơn nhũ vào, nó quay phim nó bổ mất này, ui cái càng này đấy em mà sơn vào này nó mới chống dỉ này, này dùng nó mới bền. Ui giời ơi, về nhà giặt 3 hôm cái sơn ấy, cái có phải hình dung là cái khi mà cái nhôm ấy, khi mà cái đấy là cái ABS ấy, trong cái cảng ấy nó ngoại rồi, trong sơn sơn nhũ vào, ui giời ơi, nó vóc ra xong nó dính đầy vào quần áo luôn. Rồi điện thoại lại cho ông bán, ông ấy tắt bố mà ông chặn số, lấy số khác gọi, lấy số khác gọi nó lại thấy thế, nó lại chặn số. Ui giời ơi, bác ấy gọi thì em, bác gọi là chú ơi, bây giờ của anh bây giờ nó toàn sơn, rồi sơn mới nó vụn thì thôi, giờ làm kiểu gì hết được này. Em bảo thôi em cũng chịu bác luôn, giờ nó sơn mà thế thì sửa kiểu gì ra được đấy. Các bác phải hiểu là vậy, cũng là đồ Nhật. Nhưng Nhật cũng có 5-7 loại Nhật. Nhật đồng nát nó khác, Nhật sắt vụn nó khác, Nhật mới nó khác. Không tự dưng một con máy mới như thế này em bán giá 15 triệu 500, nhưng cũng một con như này
anh em hàng lô nó dọn lên, nó đánh dây giáp đi, nó dính cái tem vào che đi, vì sợ những cái tem này này người mua người ta nhìn cái chữ này, này tem zin là sẽ nét này, còn các bố đánh dây giáp là các bố không phải đánh vào những cái chữ này được vì nó mất thời gian, thì các bố dính cái băng dính xanh các bố đèo vào đây. Bây giờ các bố sơn xi lại trong lát như cái chuồng lợn, xong các bố quảng cáo hết hàng lướt với hàng đấu, xong mua về 3-4 hôm lại lối lại không dùng được, lại chặn số nhau, lại ghét nhau, cứ gì vậy khổ. Mua bán lên tìm hiểu kỹ vào sản phẩm mà. Đấy, đây là câu chuyện vui em nói với bác thôi. Đấy, cũng rất là mong các bác mua được những chiếc điều hòa tốt nhất dùng cho mùa hè này, và các bác có thể mua được những cái sản phẩm Nhật tốt nhất và đúng chất thật của Nhật dùng, chứ đừng bị lừa đảo. Và em cũng hứa với các bác là 4 tuần em sẽ lên một cái video chia sẻ về đồ Nhật và các bác lên dùng cái gì ở bên Nhật và không nên mua cái gì, thì muốn một buổi cuối tuần vào ngày Chủ Nhật hàng tuần thì em sẽ quay một cái video chia sẻ cho các bác về cách đi mua đồ cũng như là chọn đồ Nhật cũng như là tìm hiểu về đồ Nhật như thế nào. Đấy, thì em cũng xin chào các bác nhé. Hiện tại thì em Lâm đang ế rất là nhiều điều hòa, thì cũng rất là mong các bác ủng hộ cho em 1-2 con đi để em lấy tiền trang trải công cán thợ. Đấy, chứ mưa từ mùng 1 đến giờ rồi, mưa 5 hôm nay rồi, buồn lắm, ngày nào ông bán 5-7 bộ điều hòa là không có lời rồi. Đấy, em chào các bác nhé.